Rồi quý vị ơi, tiếp theo là 6 cây quý vị ơi. Lô này 6 cây 500k. Đầu tiên là một cái cây là kim giòn quý vị ơi. Đó, lông gài nước mặn quá rồi khùng khùng ba trợn luôn, nó sầm sầm luôn, lộn xộn luôn. Rồi, cây này là một cây mai chiếu thủy. Nhỏ nhưng mà có bộ đế rất là đẹp nha quý vị, là 2 cây. Cây thứ ba là cây toàn cầu. Đó, tôi đứng trên tôi quay cái tàn xuống cho quý vị nha. Đây tỷ lệ đây. Đó, một cây toàn cầu. Một cây mai chiếu thủy gãy nơm. Một cây kim giòn quái. Rồi. Xuống 3 cây đầu nha quý vị. Đó. Cho 3 cây kế lên nha. Rồi, xuống. 500 nha quý vị, 6 cây nha. Đây là một cái cây hồng ngọc mai nha quý vị nè, cái tàn nó đây nè. Cây này không bán là 150 rồi nha quý vị. Tiếp theo là một cụm gừng của cây hoa lài nha quý vị. Cây này có cái bông là màu trắng rất thơm nha. Rồi, tiếp theo là một cây trang nha quý vị. Trang này trang vàng lá sắn nha quý vị. Cây này không tôi bán 100.000 nha quý vị. Đó. Rồi, ở trên quay xuống nha. Rồi cái tàn nó đây nè. Cây này nó cũng chuẩn bị ra hoa hết rồi. Rồi, cây hoa lài nha, gừng hoa lài nha. Cái hồng ngọc mai nha. Rồi cái lô này 6 cây. 6 cây là 500 nha quý vị. Đó, 1 2 3. Ba em này nữa nha. Đó. Rồi 6 cây 500k. Rồi xuống đi Bi ơi.